là năm mới của tao nên nó muốn phải vui cho tao thằng đây. Bây giờ thì là tôi tao là cơ biến của thằng nào mà khó bỏ của tao ra để mà lấy. Thế còn đều tin tức là đâu một bộ ngu nên sự hẹn ra đâu được thật đây. Nhưng mà nó có hay biết là cơ hội để cho tao bỏ đi lên nên là tao phải giật lấy. Anh một viên thuốc buồn buồn để tạm giác. Và xung quanh anh đấy mới là em đâu bao quát. Nhưng xuyên qua đêm tối càng càng như tim bé. Để cho anh thêm cái đèn lấy để cùng người tiêu đã on set. Để cả on flat, yeah, feel so bad. Just like on stack, just give me some rap. Nói mà come back, bây giờ biết tất cả những bài giờ anh đều biết. Thế cho đến giờ thật sự thông bỏ đi, back. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tình huống mà có lẽ Florentino đã làm quá nhiều điều những tình huống không quá ghê gớm. Và đây là Florentino. Chưa chắc đã giống đâu.